Ok, hai hai xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay video này rất là đặc biệt bởi vì là mình sẽ xâm cái pack 99 đô và sử dụng cái đá thẩm mà mình đã mua. Thì trước khi bước vào video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nếu các bạn thấy video này hay, để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Thì cái lý do mà mình không có đăng video thường xuyên lên kênh YouTube là bởi vì là mình đã chuyển hết nguyên một cái dàn máy vi tính của mình qua phòng khác. Và trong cái thời gian chuyển đó là mình phải mua cái dây mạng để mà mình nối dài ra từ trong cái phòng máy vi tính ra cái phòng khác đó, nên là mình không có internet để mà mình làm video. Thì hôm nay quay trở lại với kênh của mình là mình sẽ làm một cái video xăm mình nho nhỏ và một cái video thẩm luôn, đá thẩm react luôn. Thì như các bác đã thấy ở đây mình có 25 mic nè, rồi hai cái cuộn Fader Street Scroll, với lại đây là một cuộn, hai cuộn Line Duct và 15 cái đá thẩm nha. Thì hôm nay để coi là chuẩn bị chúc mừng cho cái gọi là cái setup của mình, cái background đằng sau đó, các bạn thấy nó trùng màu là cái game rất là ok luôn đúng không, rất là chuyên nghiệp luôn. Nhưng mà không biết là mình sẽ được cái gì không ha. Thì mình á, là bây giờ cái acc này của mình là mình cực kỳ mình cần một con gọi là đam hệ nước, và con đam hệ nước mà mình rất là muốn đó chính là con Beast Rider hệ nước nha. Còn Street Fighter thì mình nghĩ là mình không cần con nào hết đâu, nếu mà được con Line Duck Chun-Li thì cũng ok, còn lại thì mình cũng không mong chờ gì nhiều. Thì sau cái phần summon này thì mình sẽ làm phần đá thẩm và mình sẽ nói tại sao là mình làm cái viên đó và mình thẩm cái viên đó và cái viên đó nó có tác dụng như thế nào đối với cạc cao của mình nha. Thì bây giờ bắt đầu summon. Cầu may thử coi nha, lỡ đâu mà được con Lai Chân Ly thì mình cũng rất là vui, hoặc là con Đắc Đao Sim thì mình cũng rất là vui ha. Thì bây giờ bắt đầu xem mình thôi. Ok, thì ở đây là lúc nào cũng có xét nên là mình không có gọi là bất ngờ. Con này thì mình có rồi và mình cũng thấy là nó không cần thiết lắm. Thật ra thì mình thấy có rất là nhiều bác có mua xem mình và nó lúc nào nó cũng ra con Đao Sim hoặc là con chân ly hết á, mà con đao sim hệ lửa với con chân ly hệ lửa hoặc là hệ win là nhiều, chứ mình thấy ít ít khi nào mà ra con chân ly hệ nước lắm. Ok, thì ở đây là ra vừa mới nói con hệ lửa ra con hệ lửa luôn. Tiếp tục nha. Nói chung là mình còn tới 25 cuộn vàng lận, nên là mình cũng nghĩ là nó sẽ có một chút gì đó hy vọng. Ok, thì bây giờ bắt đầu xâm cuộn nước trước đi. Ok, không có gì hết. Thì nói chung là admin bây giờ là cần con Hathor, con Gani, với lại một con đam nước mà mạnh như là con Beast Rider, là nói chung là nó rất là ok. Tại vì thiếu Gani Hathor mà đi đánh ATA cực kỳ khó luôn. Đối với một người chơi như mình á, mình chơi Ragdoll mà gọi là bị khống chế, lúc nào cũng bị Gani Hathor khống chế thì nó rất là vô lý. Nhưng mà thả Gani Hathor, tại vì mình không có hai con đó nên là mình phải thả hai con đó nếu mà đối thủ pick những con mà one shot khác, giống như là Dabnit hay là kể cả con Sierra. Ragdoll cũng rất là khó để khống chế con Sierra luôn. Ok, đây có một set nè. Con nó ra cái gì? Ok, Mia. Nói chung là tình hình cũng không khả quan lắm. Ok, thêm một set nữa. Con Chun Li hệ lửa. Thật ra thì mình chỉ cần con Duck Life để mình up skill thôi, với mấy con mà hệ bình thường đó. Mình thấy con nước người ta cũng đánh giá cao quá, nhưng mà mình không biết là nó đi chung với Gani Hathor sẽ ngon hay không. Có thể là trong tương lai nó sẽ thay thế đam của con Figer bằng con chân ly hệ nước đó, tại vì là khi mà con Gani nó rút ba thì con chân ly hệ nước nó có thể đánh ignore, gọi là bỏ qua phòng ngự của đối thủ, nên mình thấy là combo Gani Hathor đó bây giờ cần thêm một con nước nữa để mà nó có đam. Đam vào không thôi là sẽ bị pick counter mà dạng hệ lửa, không đó là Gani Hathor cũng rất là khó chống. Nhưng mà vấn đề là mình không có cả Gani lẫn Hathor, phải nồi chơi 5 năm. Nên là bây giờ mình bắt đầu mình chuyển lại sang cái
cái lối đánh mà YOLO đó, Jamai Tablo đó, thì có nhiều bạn cũng comment trên kênh YouTube hỏi là ủa cách chống cái combo Jamai Tablo như thế nào. Và bây giờ là thực ra thì mình cũng đã nói là cái cách chống combo Jamai Tablo như thế nào rồi, nhưng mà cái video đó là nó cũng trên kênh của mình luôn, nên nếu là những bạn nào mà đã theo dõi kênh mình từ lâu thì mình nghĩ là cũng biết cách chống combo Tablo với đồng win thôi, tại vì mình thấy là combo đó rất là dễ chống, không có gì khó hết trơn. Ok hay. Thực ra mà nói thì con này thì mình cái hồi mà có HO hát con này đó là mình cũng không có summon luôn á, không có cày luôn á, nên là con này cũng new với mình. Thực ra nói new nhưng mà cũng không, mình cũng không cần nó lắm nữa. Nói chung là hôm qua tới giờ mình đã được hai set, một set là con Lich hệ đất và một set hôm nay đó chính là con Raksasa hệ đất. Nói thiệt là nếu mà ra đất lai thì mình lại muốn Molly hơn, tại vì Molly là bây giờ một thế lực gọi là kinh khủng ở trong ATA. Rồi bây giờ tới bắt đầu qua tới phần thẳm, thì phần thẳm á, như mình đã đề cập á, là mình cực kỳ cần mình chưa đề cập chứ thì cái phần thẩm là mình sẽ thẩm rune sweep, rune thần tốc. Nhưng mà trước khi thẩm cái rune sweep đó thì mình muốn thẩm một viên Vio, đó chính là viên Vio này, với lại viên Vio này luôn, viên này là viên trong event của mình và thực ra là nó nhảy giống như là viên rune hero gì đó. Nhưng mà viên này thì mình nghĩ là cần thẩm hơn, còn thẩm trước là bởi vì nó có quick ray ở dòng trên nè, và nó sẽ tăng khả năng ra những dòng còn lại ở phía dưới. Thì thật ra viên này thì mình cũng không cần đi speed nhiều đâu, và nếu các bạn có viên này các bạn chỉ cần là nó nhảy dòng cao, rồi là cái chỗ này nếu mà nó 16 16 thì mình có thể mình giữ lại viên này, nhưng mà ở đây nó hơi thấp nên mình sẽ tẩy một lần, thẩm một lần coi nó ra như thế nào. Ok, cái này nó còn gớm hơn ban này. Thôi mình để viên này ở đây đi. Nói chung là viên này cũng dùng được chứ không phải là không dùng được. Để coi viên này như thế nào. Viên này cũng dùng được luôn đó, nhưng mà để coi thẩm nó có ra cái gì ngon hơn không. Ok, nó ra quá gớm. Ok thì như mình đã nói là sau khi mà mình thẩm hai lần viên đó thì mình sẽ tập trung qua thẩm sweep. Tại vì sweep lot gọi là slot số 5 của mình nó rất cực kỳ chậm luôn đó, là chỉ có 19 speed là cao nhất thôi. Và ở đây thì mình nghĩ là mình muốn thẩm viên này. Để coi. Thường thẩm thì các bạn sẽ lựa cái viên nào mà có cái dòng ở trên thẩm nè, thì nó sẽ tăng tỷ lệ ra những dòng còn lại hơn. Nói chung viên này là không xài được, nên là mình sẽ thẩm viên này trước. Gọi là đặt các bạn ở ô chú cha, viên này thì mình nghĩ mình lấy luôn nó, tại vì ba dòng vào đây và một dòng vào đây thì rất là ổn đó. Viên này cho Lucian cũng ngon nè. Nhưng mà lại không có crit rate với lại crit dam, nhưng mà mình nghĩ là cái này là ổn rồi, mình sẽ giữ lại. Tại vì 32% là mắc ở đây, 12 là mắc ở đây, 8 là mắc, thì nói chung là nó nhảy vậy là cũng ok rồi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ mài viên theo là mình sẽ mài viên này, đúng rồi. Viên này cũng không xài được luôn. Thực ra mài sweep á, thì nó cũng hơi phiêu lưu, là bởi vì là các bạn chỉ gọi là trông chờ vào speed là nhiều thôi. Còn nói chung á, mà nó không ra speed á, thì viên rune đó nó cũng sẽ rất là dở. Ok, thử mài một lần nữa coi như thế nào. Không thôi thì mình sẽ đổi qua viên rune khác. Tại vì mình có suy nghĩ là mỗi lần mài, mỗi viên rune nó gọi là nó có một số phận đó, là mỗi lần mài thì nó sẽ ra một cái gì đó khác nhau. Nhưng mà có viên rune nào nó sẽ may mắn ở viên rune nào, thì cái đó là suy nghĩ của mình. Ok, ở đây thì mình nghĩ là mình mài luôn viên này nè, tại vì viên này không xài được. Mình không biết tự nhiên ở đây 13 mình mài vào làm gì. Viên này hình như là viên này là legend. Ây chà chà, mài lại một lần nữa coi như thế nào.
Thực ra viên này mình chỉ cần mười mấy speed thôi là mình cũng rất là ok rồi. Rồi chắc mình đổ qua viên gác với viên này. Không có khả thi là nó sẽ ra một cái gì đó. Tốt, ok. Viên này thì có quýt đam. Thì mình khuyên là các bạn nên mài cái viên nào á mà giả sử mà nó nhảy vào cái dòng cao, mình vừa có thể cho con đam mình đeo được mà mình vừa có thể cho con speed mình đeo được. Thực ra cái viên này speed nó quá thấp đi. Viên này speed nó quá thấp đi. Mà cái này nó cũng không có được mắc nữa nên là mình nghĩ là mình sẽ react viên này, thẩm viên này. Thì mình mà tưởng nó mà vào speed nữa thì ngon. Thực ra thì thẩm sweep này nói chung là nó cũng gọi là hơi phí, nhưng mà thật ra là mình chơi vừa chơi tablo mà chờ vừa chơi ragdoll nữa nên là mình muốn có nhiều sự lựa chọn hơn nên mình sẽ thẩm viên này. Có 10 speed. Phải rồi. Ok, thử quay lại thẩm viên Quýt đam của Vio nó như thế nào nha. Thực ra nói là mình thẩm viên này cũng được thôi, nhưng mà mình không nghĩ là mình cần cái quýt đam nó lắm nên mình sẽ qua cái viên Vio hồi nãy. Mình cần cái Vio hơn. Ở đây thì mình sẽ thẩm viên này đi. Để coi nó có ra cái gì ngon không. Còn 3 viên nữa. Ở đây nó mà nhảy triple vô một cái gì đó thì nó rất là ngon luôn đó. Nhưng mà sự thật thì nó lại không phải như vậy. Mười bốn là quá thấp luôn đó. Thực ra viên này cũng gọi là mình muốn thẩm thôi, nhưng mà mình thấy là viên đó cũng xài được rồi chứ không tới nỗi nào mà thẩm. Mình quay lại mình thẩm viên này cho coi. Viên này là thẩm legend nhưng mà có quýt đam ở trên thì mình cũng không muốn thẩm quýt đam, tại vì muốn lựa một viên nào đó mà không phải cái quýt đam hoặc là không phải cái quýt ray thì được, không phải quýt đam ở trên, tại vì nếu mà thẩm mà nó ra attack cao thì có thể cho con attack của mình xài luôn. Viên này thì không có attack nên mình nghĩ là mình sẽ không xài đâu. Mình nghĩ coi mình thẩm coi nó coi có nó có may mắn không. Ok, còn lại một viên cuối cùng. Thật sự là muốn thẩm slot số 5 lắm lắm luôn đó. Thì mình sẽ thẩm lại viên này thôi. Nói chung là cũng hên xui may rủi. Ý, viên này thì cho lú xài được. Khả năng là lú xài được viên này đó. Để mình coi con lú của mình nó như thế nào đã rồi mình. Khả năng là lú xài được viên này. Đây là con lú của mình hiện tại. Nhưng mà speed của viên đó nó quá chậm. Speed của cái viên này, ơi không, chưa có speed luôn đó. Giả sử bỏ vào đây đi thì sẽ giảm 23 speed. Giảm 23 speed thì sẽ thế được viên nào? Có thể là mình sẽ thế được viên này ra. Nhưng mà viên này speed nó cũng cao quá. Có thể sẽ thế được viên đầu tiên ra đó. Vậy mình sẽ lựa theo speed. Vậy thì đam nó sẽ giảm và speed nó sẽ giảm luôn. Mình thì không cần viên này lắm tại vì nó có accuracy ở trong. Viên này thì giảm 5 speed.
mình có thể mài thêm để coi mình mài thêm ở đây nó ra thì nó sẽ như thế nào, có gì khác biệt không. Ok, giảm tới 13 quyết đam lận và mình không muốn giảm nhiều quyết đam như vậy. Nên mình nghĩ là mình sẽ để con lú của mình ở đây trước đi. Ok, thì để kết thúc video ngày hôm nay mình sẽ làm một trận ATA cho các bác coi, để coi cái team YOLO của mình có phát huy được hiệu quả trong mùa này không nha. Thực ra thì mình thấy là nhiều người cũng đã quên cái cách counter team rồng win với lại táp lô đó, nên là mình đã quay trở lại với cái team rồng win với táp lô. Và nói chung là nó phụ thuộc vào cái cách đối thủ pick nó như thế nào. Nếu mà đối thủ mà pick duo speed đó, thì mà mình nhắm mình đua không lại là mình phải xoay bài thôi. Chứ thực ra là Jamai với gọi là rồng win với táp lô rất là dễ bị bắt bài luôn. Và ở đây mình không hiểu tại sao nó pick con đó trước. Có thể nó đi với con Vivacel hoặc có nó đi với con Braha chẳng hạn. Ok, ở đây là vẫn clip được bình thường. Không sao, nói chung là vẫn ổn. Thì đây là một trong hai con đam chính của mình. Ở đây là con Oberon của mình nè. Vẫn clip được bình thường, nói chung là vẫn ổn. Là vẫn ổn đó. Ở đây pick Lucian đi. Và hai con cuối là một trong hai con cuối sẽ là một con F3. Mình không có nói là con F3 là con nào đâu nên các bạn đừng có hỏi mình. Ok, thì ở đây Vivacel là mình dự đoán đúng nha. Ở đây thì mình sẽ ban con này thôi, tại vì con này gọi là mỗi khi mình gặp con này á, mình không bao giờ con Lucian của mình không bao giờ mà nó quyết hết. Chà chà, hơi khó nhỉ. Nhưng mà vẫn phải ban nó thôi. Không ban là chết. Ok, thì bây giờ là coi thử Lucian của mình, là mình đã thay rune của con Lucian rồi, nó không còn là 100 quýt nữa. Thì thử coi là cái số phận của mình nó nằm trong cái bàn tay của con Lucian. Nếu mà mình quýt, mình giết được con, chắc chắn là mình sẽ giết được hai con Josephine với con Vivacel rồi. Nhưng mà mình không biết là nó có chèn tên của mình hay không, mà mình nghĩ không nghĩ là nó chèn chèn tên đâu. Và con khỉ lửa thì nó hơi gọi là nó hơi khó. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là cơ hội thắng, phần trăm thắng cũng là 70%, không tới nỗi nào. Ok, giờ bấp lên, sẽ đánh vào con nước để cho nó có cái hiệu ứng quyết nha. Ok, thì là mình nghĩ là mình ăn rồi. Mình nghĩ là mình ăn rồi nên mình thả một cái emo đi. Emo rồi thêm một cái lắc lít nữa. Nói chung là những bạn nào đã chơi đã đánh ATA với mình thì biết mình là hay thả emo với thả lắc lít rất là nhiều. Khi mà mình biết là mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ây chà, vừa mới nói vừa mới nói khoan, gọi là thắng vẫn được, vẫn có cửa thắng được, trừ giáp được là thắng được nè. Ok, thì giết xong con Molly là thắng. Phải giết con Molly thôi, không thể để cho nó đẻ trứng. Bây giờ bắt đầu lắc đít được rồi. Bây giờ bắt đầu lắc đít được rồi. Không giết con Molly là coi như là xong phim luôn đó. Thật ra ở đây thì mình bóp khiên lên cũng được, nhưng mà mình trừ kiếm cũng được. Thực ra thì nói trừ kiếm thì nó sẽ ổn hơn, nhưng mà ôi chà, nó stun mình quá trời. Nhưng mà một con khỉ thì nó không thể nào nó chống, vừa chống con stat, vừa chống trừ giáp của con Tablo, vừa chống trừ kiếm của con Jamai với con stat được. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các bác trong video tiếp theo. Bye bye!